Cô xin chào tất cả các em. Trong tiết học trước, các em đã được biết thế nào là từ đơn và từ phức. Và các em có biết không, trong từ phức gồm có hai loại, đó là từ ghép và từ lấy. Vậy, để biết rõ hơn về cấu tạo của hai loại từ này, thì cô trò ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu nội dung của bài học hôm nay nhé. Đó là bài từ ghép và từ lấy. Đến với phần nhận xét, cô có hai đoạn thơ sau. Đoạn thơ thứ nhất: Tôi nghe truyện cổ thầm thì, lời ông cha dạy cũng vì đời sau, làm thị mỹ dạ. Và đoạn thơ thứ hai: Thuyền ta chậm chậm vào ba bể, núi dựng treo leo hồ lặng im, lá rừng với gió ngân se sẻ, họ tiếng lòng ta với tiếng chim. Hoàng Trung Thông. Các em chú ý, trong hai đoạn thơ trên có các từ được in đậm. Nào, các em hãy bấm dừng video và tìm giúp cô các từ được in đậm trong hai đoạn thơ trên nhé. Chúng ta cùng sửa bài. Các từ được in đậm trong hai đoạn thơ trên đó là: Truyện cổ thầm thì, ông cha chậm chậm treo leo, lặng im và se sẻ. Các em hãy cho cô biết các từ được in đậm trong hai đoạn thơ trên thuộc loại từ nào mà chúng ta đã được học. À, đúng rồi, đó chính là từ phức. Vậy thì cấu tạo của những từ phức trên có gì khác nhau? Để trả lời cho câu hỏi này, cô có gợi ý như sau. Các em hãy chia các từ phức được in đậm trong hai đoạn thơ trên thành hai nhóm như bảng sau. Nhóm thứ nhất gồm những từ phức do những tiếng có nghĩa tạo thành, và nhóm thứ hai gồm những từ phức do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành. Nào, các em hãy bấm dừng video và xếp các từ phức vào hai nhóm theo bảng nhé. Cùng sửa bài với cô đi nào. Đầu tiên, nhóm từ phức do những tiếng có nghĩa tạo thành. Cô có: Truyện cổ, ông cha, lặng im. Và nhóm thứ hai, nhóm từ phức do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành. Cô có các từ sau: Thầm thì, chậm chậm, treo leo và se sẻ. Và bây giờ, các em hãy cùng với cô phân tích các từ phức đã được chia thành hai nhóm theo bảng trên nhé. Đầu tiên là nhóm từ phức do những tiếng có nghĩa tạo thành. Ta có từ truyện cổ, gồm tiếng truyện và tiếng cổ. Trong đó, truyện là tác phẩm văn học miêu tả tính cách nhân vật và diễn biến của sự việc. Cổ, ý nói có từ xa xưa, lâu đời. Như vậy, từ truyện cổ có nghĩa là tác phẩm văn học có từ xa xưa. Tiếp theo, từ ông cha, gồm tiếng ông và tiếng cha. Trong đó, ông có nghĩa là người sinh ra cha, và cha là người sinh ra ta. Như vậy, ông cha có nghĩa là những người sinh ra ta. Từ lặng im gồm có tiếng lặng và tiếng im. Trong đó, lặng có nghĩa là yên tĩnh, không cử động, không phát ra tiếng. Im có nghĩa là không động đậy, không phát ra tiếng. Như vậy, từ lặng im có nghĩa là không cử động, không phát ra tiếng. Chúng ta cùng đi đến nhóm từ kế tiếp. Từ phức do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành. Đầu tiên, cô có từ thầm thì. Thầm thì gồm những tiếng có âm đầu là thờ, được lặp lại nhau tạo thành. Thầm thì gồm tiếng thầm và tiếng thì. Trong đó, thầm có nghĩa là rất khẽ, kín đáo, không để lộ ra ngoài. Thì không có nghĩa
Như vậy, từ thầm thì, ý nói là nói khẽ, kín, không để lộ ra ngoài. Tiếp theo, từ chậm chậm. Chậm chậm gồm những tiếng có âm đầu và vần lặp lại nhau tạo thành. Chậm chậm gồm tiếng chậm và tiếng chậm. Trong đó, chậm không có nghĩa. Chậm, ý nói không nhanh nhẹn, có tốc độ dưới mức bình thường. Như vậy, từ chậm chậm có nghĩa là tốc độ hơi chậm, không nhanh. Tiếp theo, từ treo leo. Treo leo gồm các tiếng có vần eo được lặp lại, tạo thành. Treo leo gồm tiếng treo và tiếng leo. Trong đó, treo không có nghĩa. Leo, ý nói đi lên vị trí cao hơn, di chuyển toàn thân lên cao. Như vậy, từ treo leo có nghĩa là cao và không có chỗ bấu víu, gây cảm giác nguy hiểm, dễ bị rơi, ngã. Và sau cùng, đó là từ xe sẻ. Xe sẻ gồm những tiếng có âm đầu và vần lặp lại nhau tạo thành. Xe sẻ gồm tiếng xe và tiếng sẻ. Trong đó, xe không có nghĩa và sẻ cũng không có nghĩa. Như vậy, từ xe sẻ, ý nói âm thanh hay tiếng động rất nhỏ, rất nhẹ, không gây ra tiếng ồn và tiếng động lớn. Qua bài tập trên, ta rút ra được nhận xét như sau. Từ phức được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là từ ghép, gồm những từ phức do những tiếng có nghĩa tạo thành. Và nhóm thứ hai là từ lái, gồm các từ phức do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành. Và các em cần chú ý, trong từ ghép thì tất cả các tiếng đều có nghĩa. Còn trong từ lái thì chỉ một tiếng có nghĩa, hoặc cả hai tiếng đều không có nghĩa. Qua các nội dung mà cô trò ta đã tìm hiểu được, thì cô có câu hỏi như sau. Có mấy cách để tạo từ phức? Nào, các em hãy bấm dừng video để suy nghĩ và tìm ý trả lời cho câu hỏi này nhé. À, đáp án mà cô đưa ra đó chính là có hai cách để tạo từ phức. Đó là cách 1, ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép. Cô ví dụ, các từ tình thương, thương mến. Trong các từ ghép này có các tiếng tình, thương, mến. Các tiếng này khi đứng độc lập thì chúng vẫn có nghĩa. Và khi xếp chúng lại gần nhau thì chúng sẽ bổ sung ý nghĩa cho nhau. Và cách thứ hai là phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần hoặc cả âm đầu và vần giống nhau. Đó là các từ lái. Cô ví dụ, các từ săn sóc, khéo léo, luôn luôn. Trong từ lái săn sóc, cả hai tiếng đều có âm đầu được lặp lại là âm sờ. Trong từ lái khéo léo, cả hai tiếng đều có vần eo được lặp lại. Trong từ lái luôn luôn, cả hai tiếng đều có âm đầu và vần được lặp lại. Và các em cần lưu ý, đây cũng chính là nội dung mà chúng ta cần ghi nhớ nhé. Và bây giờ cô trò ta cùng đến với phần luyện tập nhé. Bài tập 1. Hãy xếp những từ phức được in nghiêng trong các câu dưới đây thành hai loại, từ ghép và từ lái. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa. A. Nhân dân ghi nhớ công ơn chữ Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông, theo Hoàng Lê. B. Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhuỗn nhạnh, rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc,
Trè trồng thanh cao, giản dị, chí khí như người, thép mới. Để làm được bài tập này thì trước tiên các em cần phải xác định các tiếng trong từ phức có nghĩa hay không có nghĩa. Nếu cả hai tiếng đều có nghĩa thì đó là từ ghép. Mặc dù chúng có thể giống nhau ở âm đầu hoặc vần. Cô ví dụ ở đoạn văn B. Từ dẻo dai, cả hai tiếng đều có âm đầu giống nhau được lặp lại. Ta có từ dẻo dai gồm tiếng dẻo và tiếng dai. Trong đó, dẻo, ý nói mềm, dễ bị biến dạng nhưng không bị vỡ, bị gãy. Dai, ý nói mặc dù bị tác động nhưng không bị biến dạng, dễ trở về trạng thái ban đầu. Như vậy, từ dẻo dai có nghĩa là có sức chịu đựng được lâu, có khả năng hoạt động bền bỉ, lâu dài. Và bây giờ các em hãy bấm dừng video và hoàn thành bài tập 1 vào vở nhé. Các em hãy cùng với cô sửa bài. Trong đoạn văn A, cô đã tìm được các từ ghép sau. Ghi nhớ, đền thờ, bờ bãi, tưởng nhớ. Và từ lái đó là nô nức. Trong đoạn văn B, cô đã tìm được các từ ghép đó là dẻo dai, vững chắc, thanh cao. Và từ lái là mộc mạc, nhỗn nhạnh, cứng cáp. Nào, các em hãy đối chiếu lại phần đáp án mà cô đưa ra với bài làm của mình nhé. Qua bài tập này, chúng ta thấy rằng tất cả các tiếng trong từ ghép đều có nghĩa, còn trong từ lái thì chỉ một tiếng có nghĩa hoặc cả hai tiếng đều không có nghĩa, đúng không các em? Đến với bài tập số 2, chúng ta có yêu cầu sao? Tìm từ ghép, từ lái chứa từng tiếng sau đây. Chúng ta có 3 tiếng, ngay, thẳng và thật. Cô ví dụ, tiếng ngay, cô có từ ghép, ngay thẳng. Tiếng thẳng, cô có từ ghép, thẳng băng. Và tiếng thật, cô có từ ghép, chân thật. Nào, các em hãy bấm dừng video và hoàn thành bài tập 2 vào vở nhé. Hãy cùng kiểm tra kết quả với cô. Với tiếng ngay, cô đã tìm được các từ ghép sau. Ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay đơ. Và từ lái, ngay ngắn. Với tiếng thẳng, cô có các từ ghép thẳng băng, thẳng cẳng, thẳng đột, thẳng đứng, thẳng tay, thẳng tắp, thẳng tính. Và từ lái, thẳng thắn. Và sau cùng, với tiếng thật, cô có các từ ghép chân thật, thành thật, thật lòng, thật lực, thật tâm và thật tình. Từ lái đó là thật thà. Qua nội dung mà các em đã tìm hiểu được, đã giúp cho chúng ta hiểu được rằng từ gồm có hai loại, đó là từ đơn và từ phức. Trong từ phức thì có từ ghép và từ lái. Các em hãy ghi nhớ thật kỹ các kiến thức này nhé. Và tiết học của cô trò chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau nhé.